đào tạo, chương trình thạc sĩ kỹ thuật môi trường, đào tạo kiến thức chuyên sâu về công nghệ, kỹ thuật cũng như quản lý tài nguyên và môi trường, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử lý môi trường. Cơ hội nghề nghiệp, sau thời gian học 18 tháng, học viên sẽ có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý, điều hành, nghiên cứu chuyên sâu về môi trường tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp xử lý môi trường, tham gia quản lý, phụ trách chuyên môn tại các cơ quan phân tích, kiểm định, quản lý môi trường, tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học, các trung tâm viện nghiên cứu, có khả năng phát triển nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ. Điều kiện tuyển sinh để theo học chương trình thạc sĩ kỹ thuật môi trường, thí sinh phải thỏa mãn các điều kiện: tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật môi trường hoặc công nghệ môi trường, công nghệ và kỹ thuật môi trường. Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phải bổ sung kiến thức trước khi thi. Tham gia kỳ thi tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh UTET tổ chức vào tháng 5 và tháng 10 hàng năm, gồm 3 môn: toán cao cấp, kỹ thuật môi trường, tiếng Anh,